xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Cường Kiên Thân và mình là Trà My. Hôm nay bọn mình sẽ lên cho mọi người một sản phẩm khá là mới trong năm nay của nhà bọn mình, đó là sản phẩm về áo phao mà rất nhiều người đã hỏi mua áo phao ở nhà mình rồi. Hôm nay chúng mình sẽ có giá là bao nhiêu vậy? 800.000 cho một sản phẩm áo phao mọi người nhé. Bởi vì là nó là áo phao của mọi người, nó rất là nặng và phí vận chuyển bên mình phải chịu cũng rất là cao. Gần 100.000 cho một cái áo như thế này, còn tính cả đóng tiền, đóng phí bảo hiểm các thứ nữa, thì nó sẽ rơi vào tầm 100 đến 120.000 cho một đơn ship áo phao như này. Nên là mọi người lưu ý giúp mình nhá. Ngoài ra thì chúng mình sẽ có mã là mã E, từ E1 đến E29. Hôm nay chúng mình chỉ lên được cho mọi người 29 mã đầu tiên thôi. Giá là 800.000 cho một sản phẩm mọi người nhé. Và mọi người vẫn phải chuyển khoản cọc giúp mình 50% cho đơn áo phao đầu tiên này, hoặc là chuyển khoản hết 100% thì bên mình mới đi đơn ạ. Và ngay bây giờ đây chúng mình sẽ vào luôn cái clip của áo phao ngày hôm nay nhé. Và để mọi người không phải chờ đợi lâu về clip của ngày hôm nay nữa thì ngay bây giờ chúng mình sẽ vào luôn. Thì mã đầu tiên sẽ là mã E1 mọi người nhé. Dũng ơi, E1 đầu tiên chúng mình sẽ có một em áo phao màu xanh rêu, một em áo phao béo. Em này đến từ em này của nhà nào dậy? Mọi người đợi xíu để mình nhìn phần tag nhá. Em này đến từ nhà LBB Special PL Objects. Con này thì đến từ Hàn. Phần tag bên trong nó đây ạ. Một em áo phao béo. Mùa đông mà có những cái con áo phao béo này thì chắc chắn là không cần người yêu và vẫn ấm nha mọi người. Với mã E1 đầu tiên ạ, vai 43, dài 61 và rộng bụng 53. Con này dưới giúp mình 1m65 và dưới giúp mình 65 cân này. Dưới 1m65 ạ và dưới 65 cân giúp mình nhá. Đây, một em áo phao béo này, màu xanh rêu, một con màu rất được ưa chuộng ở nhà mình luôn. Mặt sau đây mọi người, logo thì chắc chắn 100 sẽ là logo theo nhá mọi người. Đây ạ, với mã là mã E1 giúp mình, dưới 1m65 này và dưới 65 cân giúp mình nhá. Vai 43, dài 61 và rộng bụng 53. Mình đã đọc thông số rất là kỹ rồi ạ. Với mã E1 này, E2 đúng không? Ly, Lê, E2 chúng mình sẽ đến với Ly. Một em áo phao nhẹ của nhà Ly này, với mã E2 này. Con này vai 44, dài 58 và rộng bụng 49. Dưới giúp mình 1m60 này và dưới giúp mình 60 cân. Em này là áo phao siêu nhẹ nhá, dưới 1m60 và dưới giúp mình 60 cân, đến từ nhà Ly này. Thương hiệu của Ly quá nổi tiếng rồi, không phải bàn cãi nhiều về thương hiệu này rồi. Với mã E2 giúp mình nhá, phao siêu nhẹ nhá mọi người. E2, E3, Wrap Lauzon à. E3 chúng mình sẽ đến với Polo Wrap Lauzon. Em này sẽ là áo gilet phao béo, cũng là một dòng siêu nhẹ. Vai 36, dài 49 và rộng bụng 51. Con này form khá nhỏ, em này phải dưới 1m55 thôi và dưới giúp mình 50 cân. Dưới 1m55 này và dưới 50 cân, đến từ nhà Polo Wrap Lauzon, thương hiệu quá quen thuộc, đến từ áo phông của bè mình rất nhiều nhá. Đây, Polo Wrap Lauzon này, con này đẹp thế. Con này đẹp thật sự đấy mọi người. Với mã là mã E3 giúp mình nhá. E3. Đây. E3 này thường thì áo phao nó ít khi có tác trong lắm, chuẩn luôn ạ. Rất ít khi có tác trong. Và em này thì là một em cực kỳ đặc biệt, là mặc được hai mặt. Mọi người thích thì mặc cái mặt màu xanh này, mà không thích thì mọi người lộn cái mặt màu xanh vào, mặc cái mặt màu đỏ giúp mình. Đây. Đây nha, mặc được cả hai mặt và cả hai mặt đều có túi và khóa đầy đủ cho mọi người luôn nhá. Với mã là mã E3 giúp mình này. E4 đi. Cây Sweet. E4, chúng mình sẽ đến cây Sweet. Dã man, một em áo phao béo của nhà cây Sweet nha. Ui. Nặng thế. Cây Sweet đây ạ, form size 150 này, áo phao béo của nhà cây Sweet này. Với mã là mã E4. Vai 46, dài 62 và rộng bụng 54. Tiếp tục dưới của mình 1m65 này và dưới của mình 65 cân. Dưới 1m65 nhá và dưới 65 cân, đến từ nhà cây Sweet này. Áo phao béo này, siêu to thôi mọi người luôn. Với mã là mã E4 ạ. E4 giúp mình cây Sweet nha. Nặng dã man. Với mã là mã E4 này. Độ mới tất cả các con này, bao độ mới, bao lỗi, bao check, bao kiểm hàng cho mọi người luôn nhá. Áo phao thì chắc chắn là sẽ là phao lông vũ ở đây. Đây nha mọi người, phao lông vũ nhá. Bằng chứng rõ ràng luôn nha. Với mã E4 giúp mình ạ. E4 này. E5 đi. Puma.
Một em màu kem với mã E5. Tiếp tục phao béo đến từ nhà Puma E5 giúp mình này. Nay là nó đẹp đấy. Vai 44, dài 63, giống mụn 48. Tiếp tục dưới 1m65 và dưới 65 cân. Puma này, màu kem nhá. Dưới 1m65 và dưới 65 cân. Với mã là mã E5 Puma. Puma thì quá nổi tiếng rồi. Độ hot hit của nó phải ngang nai với Adidas. Đây nhá, E5 giúp mình này, Puma. Logo này thì chắc chắn 100% sẽ là logo theo hết, để là mọi người yên tâm nhé. Thường thì áo phao nó ít khi làm phần logo in lắm. Đây, tag đi kèm của Puma này, đầy đủ hết cho mọi người về phần tag nha. Với mã E5 giúp mình này. E6 đi, nặng quá. E6 à, chúng mình sẽ có Squid Flavor. Con này đẹp thế. Con này chắc là dành cho các chị nữ mặc. Dũng ơi, mày có cho nhỏ tiếng đi không? Đây, con này chắc là dành cho các chị con gái mặc thì nó sẽ ok hơn. Với mã là mã E6 giúp mình nhá. Con này cũng là một dạng siêu nhẹ. Con này số đo đâu Dũng? Số đo này đâu? Con này thì mình sẽ ướm size vào người mình luôn nhá. Con này dưới giúp mình 1m60 và dưới giúp mình 60 cân. Dưới 1m60 này và dưới giúp mình 60 cân đeo này. Con này thì các chị nữ mặc ok hơn. Mọi người có thể mua cho con gái mình mặc cái mẫu này nhá. Cực kỳ đáng yêu và cực kỳ cute luôn ạ. Với mã là mã E6 giúp mình này. E6 nhá, và chắc chắn logo 100% theo này. Mình cũng nói luôn tình trạng con áo này là nó sẽ không còn mới lắm đâu. Nó chỉ bị, không phải là không còn mới mà nó chỉ bị dính một tí vết bẩn này. Một tí thì tí thôi, mọi người mua về cứ giặt qua giúp mình là nó sẽ hết nhá. Em này là phần form túi hộp. Một bộ form túi hộp thì cực kỳ là trẻ trung của các bạn trẻ hiện nay mặc rất nhiều quần áo về form túi hộp nhá. Đây em này thì có phần túi hộp đằng trước này. Với mã là mã E6 giúp mình này. E7 đi. E7 tiếp tục Puma, dã man áo phao của Puma này. Nó phải gọi là đỉnh của chóp luôn. Đây, E7 Puma tiếp mọi người nhá. Nặng cực kỳ, một em áo phao béo của nhà Puma này. Con này rộng vai 45, dài 83 và giống 149. Con này phải dưới giúp mình 1m80 và dưới giúp mình 80 cân. Đây, dưới 1m80 và dưới giúp mình 80 cân này. Đến từ nhà Puma giúp mình này. Đẹp chưa? Con áo này mới gọi là áo chứ. Mùa đông này thì không sợ gì rồi. Gió mùa về thoải mái, thách thức đủ loại gió mùa giúp mình nhá. Với mã E7 nhá mọi người. Đây, phần logo mặt trước này. Mình dơ kỹ cho mọi người xem. Đây nha, theo 100% nha. Bên thông tay này. Đẹp dã man. Với mã E7 này. E7 giúp mình này. Puma. Bỏ cái chân ra, ngã tàu. E7 Puma. Mặt sau thì phần chữ Puma nó sẽ được in rồi. Cái chữ này thì không thể theo được rồi. Đây, chữ in nhá. Mặt trước thì chắc chắn là 100% sẽ là theo. Tag đi kẹp này. Mã check này. Cốt kia các thứ đầy đủ hết như này. Mọi người yên tâm về chất lượng sản phẩm chưa ạ? Nặng. Con này gửi đi tiền ship phải 200, đừng nói là 100. Adidas E8 Adidas này. Form size chúng ta có sẽ là form size L. Em này hàng make in Việt Nam ạ. Đây, đến với Adidas này. Mấy em áo phao béo của Adidas. Con này vai 43, dài 77 và bụng 49. Dưới 1m75 và dưới 75 cân này. Dưới 1m75 giúp mình này và dưới 75 cân đến từ nhà Adidas giúp mình nhá. Adidas này, áo phao béo nhà Adidas. Con này cũng nặng không thua kém thì con Puma. Nhưng mà con Puma nó sẽ nặng hơn. Đây, logo theo này. Với mã là mã E8 giúp mình nhá. À quên, E8. Mình cũng nói luôn là phần lót bên trong con này nó sẽ bị thủng một lỗ nhỏ xíu như này thôi. Mọi người chơi được thì có thể liên hệ và đặt hàng con này. Đây, phần tag check đi kèm đầy đủ nhé. Tag và mã check đi kèm của Adidas đầy đủ giúp mình ạ. Với mã là mã E8 giúp mình nhá. Đây, E8 này, Adidas nha. E9 Dũng ơi. E9 chúng mình sẽ có một em áo phao siêu nhẹ đến từ nhà Tommy Hilfiger, form size M này. Ai mà săn được con này với em quần jean Tommy ấy, cả cây ấy, rất là ngon luôn này. Phao siêu nhẹ nhá. Bụng vai 45, bụng dài 61 và bụng 51. Vai 45, dài 61, bụng 51. Con này form khá nhỏ, dưới 1m60 thôi. Và dưới mình 60 cân. Dưới 1m60 nhá và dưới mình 60 cân cho em Tommy này. Phao siêu nhẹ của nhà Tommy nhá mọi người. Mình sẽ nhìn xem rất là kỹ xem là có phần lỗi là không thì mình sẽ báo trực tiếp trên live nhá. Thấu hết là không có lỗi đâu. Đúng rồi, không có lỗi nhá.
Tommy thì những cái con này thì mình sẽ kiểm tra rất là kỹ trước khi gửi đi cho mọi người. Đây, như mọi người nhìn thấy này, kể cả phần tác trong của nó này, nó nét như thế này thì còn gì để chê không ạ? Dưới 1m60 này và dưới mình 60 cân cho em Tommy này. Với mã là mã E9 nhá, E10. E10. Puma tiếp ạ, E10. Em này thì màu sắc sẽ hơi nổi bật một chút xíu này. Form size XXL này với Puma này, với mã là mã E10. Vai 44 dài 66 rộng bụng 52. Vai 44 ạ, dài 66 và rộng bụng 52, dưới 1m70 và dưới mình 70 cân. Dưới 1m70 này và dưới mình 70 cân với Puma này giúp mình nhá, màu xanh lá cây ạ. Quả màu sắc hơi chói lóa tí nhưng mà vẫn ok cho anh em chơi. Với mã là mã E10 nhá. E10 Puma dã man đến từng cái khóa của nó này. Khắc logo con hổ hay con báo gì này. Đẹp. Nói chung là mình chỉ biết nói một câu là nó đẹp thôi. Mình không biết nói gì nữa cả. Đây, ta đi kèm đầy đủ hết nha. Với mã là mã E10 giúp mình ạ. E11 đi. 11. Nó sút giờ. E11 Adidas ạ. Form size 175 này, bên với Adidas E11. Phao siêu nhẹ của Adidas, có mũ đi kèm luôn nha. Vai 45 dài 66 rồi 148, con này thì dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân cho con này. Màu con này cũng hơi chói lóa tí đấy, nhưng mà áo phao phải mặc như này mới ok mọi người nhá. Dưới 1m70 và dưới 70 cân này, phao siêu nhẹ của nhà Adidas nhá. Mình sẽ check lỗi luôn. Không có lỗi nhá. Đây tag đi kèm này. Được chưa ạ? Tiếp 12. E12 Anni Quilo Fox M Minh China. Tiếp tục lấy phao siêu nhẹ nhá, của Anni Quilo này. Với E12 vai 46 dài 68 rộng bụng 51, tiếp tục dưới 1m70 và dưới 70 cân. Ai mà không thích những con phao quá nặng hoặc là kiểu nó phình quá như kiểu mấy con phao béo thì mọi người có thể chuyển sang những con phao siêu nhẹ như thế này. Dưới 1m70 và dưới 70 cân đến từ Anni Quilo. Em này thì sẽ là màu xanh đen nhé. Màu xanh đen giúp mình ạ, mặt sau đấy ạ. Với mã là mã E12 ạ. E12 Anni Quilo nhé. E13 đi. Nepa. Không phải. Peggy and Ghost. Với em bé từ nhà Peggy and Ghost. Với mã là E13. Con này tiếp tục là một em phao béo ấy, nhưng mà em này sẽ không quá nặng đâu. Vai 43 dài 61 và dưới bụng 55. Con này cũng chỉ dưới giúp mình 1m60 thôi ạ. Và dưới giúp mình 60 cân này. Dưới 1m60 và dưới giúp mình 60 cân đến từ nhà Peggy and Go nhá. Em này thì màu cam, cũng khá là chói lóa và rực lửa đấy. Với mã là mã E13 giúp mình này. E13 logo 100% theo nhá. Không bao giờ có chuyện in luôn. Cái nào in thì mình sẽ nói là in, còn lại hầu hết nó sẽ là theo. E13 nhá. E14 đi. Nó cứ lăn xuống ấy. E14 tiếp tục một em phao béo của nhà Adidas này. Form size L140. Hàng Make in Việt Nam tiếp tục này. Với mã là mã E14 giúp mình này. Phao béo nhá. Vai 42 dài 84 và rộng bụng 49. Dưới 1m80 và dưới mình 80 cân nhá. Dưới 1m80 và dưới 80 cân hình như mấy con này là áo phao dáng dài. Con này thì tầm dưới 1m75 thôi ạ. Và dưới 75 cân. Nó là áo phao dáng dài mọi người nhá. Qua mông ạ. Dưới 1m75 và dưới mình 75 cân này. Được chưa ạ? Với mã là mã E14 giúp mình. Adidas này. Ơ con này giống y hệt con lúc nãy mà. Con này giống y hệt con lúc nãy. Đây logo theo này. Với mã là mã E14 giúp mình nhá. Xem tác luôn cho mọi người này. Con này thì không có một tí lỗi rồi đâu. Và cái con này thì tất nhiên là nó sẽ tiếp tục mặc được hai mặt. Mọi người có thể lộn cái mặt trong ra mặc, hoặc là mặt ngoài cũng được. Hai mặt nha mọi người. Chấm ra. Với mã E14 giúp mình nhá. E15. Ngọt trơn. E15 Anni Quilo Form size L. Form size XL Hàm Minh China này. Áo phao siêu nhẹ của Anni nhá. Với mã E15. Vai 47 dài 67 và rộng bụng 58, dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân này. Dưới 1m70 và dưới 17 mấy cân giúp mình phao siêu nhẹ của nhà Anni Quilo nhá. Anni Quilo thì lúc nào nó cũng làm quần áo thì khá là basic, nó chỉ một màu thôi. Một màu thôi, không in, không màu sắc hay chung là xen lẫn không có. Khá là đơn giản ạ. Đây. Với mã là mã E15 giúp mình đến từ nhà Anni Quilo này, E16. Tiếp tục, Anni Quilo Fox XL này. Bệnh in China tiếp ạ.
ăn đi kilo tiếp này. Em này thì tiếp tục màu xanh đen. Vai 43, dài 58 và giống bụng 47. Cái con này chỉ dưới 1m60 thôi. Và dưới 60 cân thôi. Dưới 1m60 và dưới 60 cân giúp mình cho con này. Hình như con này form nữ. Với mã E16 giúp mình nhá. E16 á, áo phao siêu nhẹ đến từ nhà Aniquilo này, Make in China nhá. Dưới 1m60 và dưới 60 cân. Đây thông số mình đã đọc rất rõ rồi ạ. Đây nhá. Giờ lại kỹ thông số cho mọi người xem luôn. Với mã là mã E16, E17 đi. Fila, một em mũ lót lông. Mọi người nhìn kỹ này. Dã man phần lông mũ này. Ấm. Fila phô size 140. Phao tiếp tục của Fila. Nặng thế. Vai 45, dài 73, rộng 53, dưới 1m75 này và dưới 75 cân. Dưới 1m75 và dưới 75 cân đến từ nhà Fila giúp mình này, hai màu xanh vàng. Đẹp dã man luôn con này. Với mã 17, phần mũ còn lọn trần bông nữa. Siêu ấm, logo túi hộp mặt trước này. Dưới 1m75 nhá và dưới mình 75 cân này. Đây ạ. Dưới 1m75 và dưới 75 cân giúp mình cho con này nhá. Với Fila này. Cho mọi người xem phần tác nữa nhỉ. Đây. Tác này, một quyển. Đây được chưa ạ? Một quyển tác cho mọi người xem luôn. Chính hãng bao check được những cái con áo phao này. Những con áo gió bình thường nó đã không rẻ rồi thì chắc chắn những con áo phao này không thể nào có chuyện là nó rẻ được nhá. Tiếp. Tiếp tục đến với lại Junio với mã E18. Em này tiếp tục là phao dạng bomber. Với mã E18 này. Vai 44, dài 60, rồi bụng 52. Con này cũng chỉ dưới 1m60 thôi. Và dưới 60 cân này. Dưới 1m60 và dưới giúp mình 60 cân. Form bomber nhá. Áo phao siêu nhẹ, form bomber giúp mình này. Đây, mặt sau. Và chắc chắn rồi, 100% logo theo nhá. Với mã E18 giúp mình nhá. E18 á, đây. 19 này. E19, chúng mình sẽ đến với lại Aniquilo tiếp này. Màu con này dị ấy. Màu kiểu màu cà phê sữa. Đây, với mã E19 nhá. Aniquilo. Vai 45, dài 65 và rộng bụng 58, dưới giúp mình 1m70. Và dưới giúp mình 70 cân. Con này đẹp dã man luôn, không mua con này thì tiếc nha. Dưới 1m70 và dưới 70 cân. Nâu rêu với phối với màu đen. Phao siêu nhẹ nhá của Aniquilo này. Mình đảm bảo mọi người luôn là màu này đẹp. Mua màu này giúp mình. Với mã 19 nhá. E19 giúp mình này, Aniquilo. E20. Mệt quá. Cầm mấy con áo phao nặng quá. E20. Order form size 140 này. Với mã E20 này. Con này vai 42, dài 67 và giống 149. Con này dưới giúp mình 1m70 và dưới 70 cân đến từ nhà Order. Dưới 1m70 và dưới 70 cân đến với nhà Order giúp mình này. Mặt sau này. Với mã là mã E20 nhá. Form túi hộp mặt trước. Cực kỳ trẻ trung với mẫu thiết kế túi hộp luôn. Đây. Order với mã E20. 21 đi. Mấy giờ rồi Dũng? 21. Chúng mình sẽ đến với Black Gia. Dã man. Black Gia xuất hiện cực kỳ nhiều trên áo gió nhà mình luôn. Ai mà xem live áo gió nhà mình thường xuyên sẽ thương hiệu này xuất hiện rất nhiều nhá. Đây với mã E21. Chúng ta sẽ có một em áo phao béo của Black Gia. Vai 44, dài 66 và rộng bụng 54. Dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân nhá. Dưới 1m70 này và dưới giúp mình 70 cân đấy từ nhà Black Gia. Mặt sau cho mọi người luôn đấy ạ. Với mã là mã E21 nhá. E21 giúp mình này. Đẹp thế. Con này đẹp nhưng mà nặng quá. E21 đã chắc là nó chỉ nặng với mình đấy. 22. Máy cảm thấy nó nặng không Dũng? Biết ngay mà. E22. Phao siêu nhẹ của nhà Puma luôn nha. Đây ạ, form size M này. Với mã E22. Vai 46, dài 65 và rộng bụng 50. Dưới giúp mình 1m70 nhá. Và dưới mình 70 cân. Phao siêu nhẹ của Puma. Từ nãy giờ mình lên rất nhiều con phao béo của nhà Puma rồi. Đây là con phao siêu nhẹ đầu tiên nhá. Với mã là mã E22. Puma, phao siêu nhẹ nè. Mặt sau nè. Màu đen nha mọi người. Với mã E22. Đây ạ, tang đi kèm đây. Đầy đủ luôn nha. Với mã E22 giúp mình nè. Nhưng mà cái phần logo này thì nó sẽ không được theo, nó sẽ được in nhá. Đây, logo theo nó sẽ như này ạ. Với mã E22 nha. 23 Dũng ơi.
bọn em áo phao cũng không nhẹ lắm và cũng không nặng lắm, của nhà MLB này, một thương hiệu làm về quần áo bóng chày rất nổi tiếng. Mà con này cũng là một con rất đẹp. Con này thì sẽ là dùng cúc bấm chứ không phải là dùng khóa khéo. Và 48, dài 65, độ bụng 66, dưới 1m70 và dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới mình 70 cân đó con này nhá. Mình cũng thông báo luôn tình trạng con này nó sẽ bị bột chiếu bẩn này. Chiếu 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 hoi. Một vết nhỏ. Mình sẽ kiểm tra luôn mặt trước nha. Mặt trước thì không bị gì ạ. Mặt trước không bị gì. Mặt sau một tí thôi. Với mã là mã E23 giúp mình nhá. MLB E23 giúp mình này. Dưới 1m70 và dưới 70 cân. Ai thích màu nổi bật mà màu đỏ này, chơi luôn con này giúp mình với mã E23. E24 áo phao của nhà Kappa này mọi người ơi. Kappa Medium với mã E24. Con này phao không phải là nặng lắm, nó cũng bình thường. Nhẹ hơn mấy con kia. Khiếp, lúc đầu cầm mấy con kia lên nặng phát khiếp lên được. E24 vai 52, dài 77 và rộng bụng 60. Con này dưới 1m80 ạ. Dưới 1m80 và dưới mình 80 cân nhé. Với mã E24 này. Được chưa ạ? Mặt sau này E24 Kappa. Chắc chắn rồi, logo theo với E24 nhá. Tên E24 25. E25 chúng mình sẽ đến với lại Adidas Make in Korean này. Đây, mã checkout đầy đủ cho mọi người luôn. Phao siêu nhẹ của Adidas nha, với mã 25. Vai 44, dài 69 và rộng bụng 53. Con này dưới 1m75 giúp mình nhá. Và dưới 75 cân này. Dưới 1m75 ạ, và dưới mình 75 cân. Với phao siêu nhẹ đến từ Adidas này. Mặt sau này em này chất liệu vải nó sẽ kiểu Climarub, nó sẽ là chất liệu vải hơi bóng một chút xíu. Đây, với mã là mã E25 nha. 26 em ơi. Phao siêu nhẹ tiếp. Mệt quá. Adidas form size 175 này. Với mã E26 này. Em này thì có mũ đi kèm luôn, nhưng em kia thì sẽ không có. Vai 45, dài 64, rộng 148, dưới 1m70 và dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân. Tiếp tục Adidas phao siêu nhẹ nha. Với mã là mã E26. E26 ạ, Adidas. Đây, mọi người thích xem tag này, có tag luôn cho mọi người. Mã check này, cốt kiếc này, đầy đủ hết luôn nhá. E26 của mình nhá, phao siêu nhẹ Adidas này. Ai thích có mũ thì cho mua em này, không thích có mũ thì mua em kia. 27 đi. E27 chúng mình đến với lại hết. Đây, áo phao, áo gió cũng xuất hiện rất nhiều. Phong cổ bé áo gió thương hiệu này nữa. Đây, E27. Vai 44, dài 62, rộng bụng 50. Con này chỉ dưới 1m65 thôi ạ. Và dưới 65 cân. Dưới 1m65 này và dưới 65 cân. Màu vàng kết hợp với màu xanh than. Hai màu ạ. Màu vàng khá là chói lóa đấy. Với mã E27 giúp mình nhá. E27 này. Em này thì không có logo theo. Đây, 28 đi Dũng ơi. New Balance. Áo gió của New Balance. New Balance cũng là một thương hiệu cạnh tranh với Adidas và Nike. Với lại Puma. MLB rất nhiều luôn, một thương hiệu là thể thao. Em này form size S. Vai 43, dài 61, rộng 49, dưới 1m60 thôi ạ, và dưới 60 cân. Phao béo của New Balance nhá. Dưới 1m60 này và dưới mình 60 cân này, đến từ nhà New Balance giúp mình này. Thương hiệu này cũng quá nổi tiếng về làm đồ thể thao rồi. Với mã là mã 28 nhá. E28 ạ, logo theo này. E29 đi. 29. Sao bảo 29 mã? Sao bảo 29? 29 ạ, chúng mình sẽ đến với Nike form size M, hãng Made in China. Với mã là mã E29, em này tiếp tục có phao siêu nhẹ và có mũ nhá. Vai 44, dài 70, rộng bụng 52, dưới giúp mình 1m70 này, và dưới 70 cân. Dưới 1m, không, con này phải dưới 1m75. Dưới 1m75 và dưới 75 cân đến với Nike. Mặt sau luôn đây, màu cực kỳ dễ mặc luôn. Này, logo theo này. Nike, 1m75 và dưới 75 cân. Tag này, Made in China nhá mọi người. Đây, mình sợ phần tag nó bị lóa rồi. Tiếp, 30, E30, mã cuối cùng nhá. Lúc này báo em, cái gì? Tommy Hilfiger, lúc nãy chúng mình đã có một em Tommy siêu nhẹ đúng không? Tiếp tục sẽ là một em Tommy phao béo nha. Với mã E30 này à, phần cổ là trần bông luôn nha. Vai 44, dài 67, giống 153, dưới 1m70 và dưới 70 cân. Dưới 1m70 này và dưới mình 70 cân đến với nhà Tommy Hilfiger. Màu này kiểu màu xanh cốm ấy, rất đẹp.
dưới 1m70 nhá, và dưới 70 cân, form túi hộp mặt trước này. Con này đẹp thế, đẹp dã man luôn, nhưng mà con này rất tiếc là không có mũ cho mọi người. Con này không có tác dưới à? À có, tưởng không có tác dưới thì chết dở. Đây, đầy đủ tác luôn, với mã E30 nhá. Hết rồi, E30 cũng là mã cuối cùng kết thúc phiên live áo gió đâu. À quên, sorry. Không phải áo gió, áo phao đầu tiên của ngày hôm nay của chúng mình, mọi người nhớ nhá. 800.000 cho một sản phẩm và vẫn bao ship, bao check, bao kiểm hàng, bao lỗi, bao lỗ mới. Và mọi người lưu ý cho mình những con như này, cọc trước giúp mình 50% hoặc chuyển khoản 100% bên mình mới đi đơn. Bởi vì một con áo phao nó rất là nặng, nó phải 1 cân đến hơn 1 cân thì tiền ship bên mình chịu rất là nhiều. Nếu mà tính đến tiền ship và phí bảo hiểm nó rơi tầm 100 đến 150 như một con áo như thế này, thì rất mong là mọi người có thể chuyển khoản cọc trước giúp bên mình, cũng như là tránh được phần rủi ro giữa hai bên ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào!